Niệm Phật được an lạc. Vậy là các anh không hiểu rồi. Uống rượu thì phải ăn thịt này, như vậy thì mới ăn đúng mùi vị chứ, đúng không nè? Nè, đợi tôi làm thịt xong rồi thì mời các anh uống với tôi một ly nha. Từ Lôi sống ở năm đầu dân quốc, thường cậu rất thích uống rượu, đặc biệt là rất thích sát sanh. Tuy bạn bè của cậu thường xuyên khuyên can, nhưng mà cậu không nghe. Cho đến một hôm, vào buổi tối nguyên đán năm dân quốc thứ 9, lúc này Từ Lôi đã uống say khướt, thì ngáy pho pho ở phòng khách, chìm vào giấc ngủ mê mê màng màng. Bất giác cậu ta lại đi đến địa ngục. Có hai con quỷ dữ đang dùng một cái cây lớn đập thẳng vào người của một phạm nhân, nhìn trông rất tàn nhẫn và khủng khiếp. Từ Lô lên trước nhìn xem. Trời ơi, đó không phải là thân thể của mình hay sao chứ? Trong lúc hoảng sợ mới cảm nhận phần lưng của mình bị đập mạnh, đau quá kêu lên một tiếng. Trong lúc đó trong không trung truyền đến âm thanh như vậy: tỉnh lại trong tiếng niệm Phật, cậu ta mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng khi cậu sờ vào lưng, nhức đến không thể chịu nổi. Từ đó về sau, Từ Lôi sửa đổi tính xấu, chuyên tâm học Phật niệm Phật. Mỗi ngày cậu đều niệm A Di Đà Phật, đồng thời đọc Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Có một lần cậu ấy bệnh rất nặng, vẫn kiên quyết ngồi đọc kinh. Do cậu có chí cầu tiến như vậy, cho nên khi cậu đọc kinh, trong không trung thường xuất hiện một vần ánh sáng giống như là mặt trăng. Có một buổi tối, Từ Lôi nói với vợ mình: ngày mai Bồ Tát sẽ đến đây để đón tôi đó. Bà nhớ quét dọn sạch sẽ ngoài sân, đốt nhang chuẩn bị đón tiếp nha. Vợ cậu nghe xong thì làm theo y vậy. Ngày hôm sau, Từ Lôi tắm xong, thay quần áo sạch, thì ngồi ngay ngắn niệm Phật rồi chết. Từ Lôi một lòng niệm Phật sám hối, sớm đã thoát khỏi khổ hình địa ngục, cầu sinh nơi Tây Phương Tịnh Độ.